Trang nó đang đàn piano nè cô chú nè. Đàn cho cô chú coi đi. À, ăn cơm sạch nè cô chú. I want to have chickens. Ăn xong đi rồi chiều mẹ làm chicken cho ăn. Ok, giờ này là mẹ đang lần sau múc muỗng nhỏ hơn, xin lỗi. Rồi, bà đang đi. Đây, chị đang ăn cơm thịt đó cô chú. Con thích cái đàn này là hơn là cái đàn ở bên Florida phải không? Chay à, chay, nhìn mẹ nè. Con không có được giá tay với mẹ như vậy nghe chưa? Nghe không? Con như vậy là không có ngoan nghe không? Con không muốn điều gì thì con cứ nói chuyện với mẹ, không có giá tay với mẹ kiểu đó nghe chưa? Khoanh tay lại xin lỗi mẹ đàng hoàng. Xin lỗi mẹ. Mơ mốt con không dám nữa. Nói. Dạ. Dạ hả? Tắt đàn nói, khoanh tay nói chuyện mẹ đàng hoàng. Con xin lỗi mẹ làm sao? Nhìn thẳng vô mặt mẹ đây. Giỡn mặt là ta đập nha. Khoanh tay lại. Con xin lỗi mẹ. Mai mốt con không làm như vậy nữa. Rồi chơi đi. Giỡn mặt với mẹ kiểu đó nghe chưa? I'm not supposed to got my toys in my blue house. Cái gì? Nhà ăn xong mới nói. Cái gì? Con để quên gì nhà bà đi lo rạch hả? Để im đó, chút nữa ăn cơm xong mới đi qua lấy chứ không có gì. Giác đoạn bữa ăn giữa chừng mà đi. Ngồi im đó. À, bây giờ chay ăn cơm xong rồi cô chú biết chay ăn gì không? Đây cô chú ơi, yến được ngâm với nhà vị hoa ngày Tây với lại đường phèn à, bệnh mấy ngày ốm nhôm ốm nhát ăn lấy sức lại nè. Ok, tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta, một tình yêu sống mãi trên trời cao tỏa sáng nhàn sao. Well, that's cold. Can you get it hot? Không, cái này là phải ăn lạnh mới ngon, chứ còn nóng là hư liền, không thể nào ăn nóng được hết. Đó, cô chú thấy chay ăn yến giỏi chưa? Đó, rất là giỏi nha cô chú nha. Từ thuốc đắng cho tới đồ ăn yến, đồ này kia nó ăn giỏi dữ lắm. That's freezing my mouth. Tại vì mẹ bỏ vô tủ lạnh nên nó cao nên nó lạnh đó con, nó lạnh quá. Ráng húp đi, húp một chén này để xong hết rồi, lẹ lên. Cố lên. Đúng rồi, đó, ăn đi như chè vậy đó con, nó lạnh lạnh nhưng mà nó đi như chè vậy đó. I can't hear it. Đây. Ăn hết chén này đâu là khỏe. Rồi hấp chút xíu thôi. Rồi hấp vô. Ăn gần hết rồi nè. Đây nè, thấy gần xong rồi, thấy chưa? Cái này uống y như uống nước vậy thôi chứ có gì đâu. Tối nay là thế nào con cũng ngủ ngon nè. Tốt cho đường tiêu hóa nè, nó bổ dưỡng nè. Rồi last one. Rồi thấy chưa, thấy cô chú thấy nó giỏi chưa? Ăn hết chén yến luôn nè, chén yến như nhịp khoa ngày Tây nè. Cô chú ngon không? Ngon không? Làm cho cô chú coi làm sao? Không ngon hả? Thôi giờ tới mẹ ăn nha. Hello cô chú ơi, chay là bữa nay là chay đi học múa nha cô chú nha. À. Chay dậy sớm lắm nha cô chú nha. Mai dậy rất là sớm. Hái chị đi. Hi. Okay, we're gonna ham center. We off for like 2 months. We went to Florida and now we just got back. Oh, you were in Florida for 2 months? Yeah. You lucky girl. What's your girl's name? She's so cute. Her name is Jade. Jade. It's like her pretty colored dress, Jade. Thank you. Oh, you taught me something. Dữ dờ. Cái đứa nít công nhận hồn nhiên ghê, rất cưng thì chứ. Đứa nào cũng có một cái nét dễ thương, nét đẹp riêng, sự thông minh riêng. Đó, đây là nhân tài của đất nước nè cô chú nè.
nhân tài á, nhân tài ước nhất của thế giới đó, tất cả những đứa này luôn rồi. Có được đời không? Có được đời không? Ai cũng đứng hết, nó nằm xuống vậy đó. Ơn chưa. Nè, muốn giọng cho cô chú. Tại nó hơi bị tối, tại vì trời. Giữ chưa? Hơi đợi được không? Yeah, my is next to yours. Ghét ghê á, cái ở ngoài á nó bị ngược sáng á, nên là nó phải nó bị tối thui rồi, không có chỉnh sáng lên là nó bị tối thui rồi. I'm gonna get like 5 more, I think. Dữ lắm á, ngu dữ lắm á. Are you serious? She's got some patience. Oh. I like her necklace and bracelet. She keeps it on? Yeah, all the time since she was like months. Really? Yeah, 4 months. Five months. So is it like a little, is there a little emblem on there or what is the? It's the Buddha. Oh, đẹp ghê. Á luôn, mẹ quá đẹp luôn. Hay quá. Gianna, she's the littlest too. I guess there's two Giannas though. Trời, người ta đâu nói chuyện đâu, quay người ta nói chuyện, ta im lặng có được rồi. Làm gì? Oh, your picture's so good. I think it's just because of the phone too. Yeah, you probably have a newer phone. Yeah. Bà ngoại của ông bé, cái nhỏ con nó đầm màu xanh đó, sao điện thoại mày quay đẹp vậy, điện thoại tao quay xấu quá. Thật đó, chắc gì do cái đời điện thoại á. Dữ chưa? Dữ chưa? Getting cuter than that. Dữ giờ quá dữ. Đây nhà nhảy hip hop vậy, nhảy ballet mà nè, dập cặp mầm vậy. Nó rảnh dễ sợ không? Nó không lo múa để đi dời cái đó. Cho đi nữa. Có được không? Ai cũng đứng ra của mình nó đi. Rồi đó mất tay bài. Rồi mất tay bài. Trời ơi, đi nhiều chuyện. We're gonna walk on the big stage. It's gonna be dark. Oh, it's gonna be locked. It's gonna be
đang tập đó, đang tập đó, tập để cho tháng 6 này là đi ấy đó. Tối ngày 11 tháng 6 là đúng ngày sinh nhật của mẹ là chay đi, là chay đi múa đó con chú nha. Dữ lắm đó, chuẩn bị của sao cô chú tới chờ ngày 11 tháng 6 đi diễn toàn thể khắp trường đó. Khán giả nhiều không chú đơn giản. Sao đẩy con ta? Cô đang chỉ đó, chỉ là đi từ trong cánh gà đi ra đứng ngay chỗ cái vị trí của mình, rồi cái nhìn xuống mình sẽ thấy khán giả đó, cô nói vậy đó. Được đời không? Trời ơi, ai vậy? Ai không biết cái bữa đó mà nó nhìn xuống nó thấy nhiều khán giả quá, nó mắc có mắc cỡ không ta? Tại vì khán giả toàn là những bậc phụ huynh không á, nhiều lắm á. Trời, nó không nhìn cô giáo mà nó nhìn má nó trời. Cô kia còn nằm nữa. Nào luôn nhìn lên, ủa đứng lên hết rồi hả? Chạy thượng con chạy kỳ ghê, con kỳ dễ sợ thiệt, không đi đâu. Nó nữa đâu, cái móng tay nữa đó. Móng tay bị gì nữa đó. Đó.
Giỡn không con, giỡn không? Múa mang gì? Giỡn không? Giỡn, bước lên đằng kia. Trời ơi, nó đừng đưa cái nít lên cho tôi, nó có được đời không? Nó nhây dễ sợ thì cái chứ. Nhây dễ, nhây.